quý khán giả, theo thống kê, tỷ lệ đàn ông mắc các vấn đề về sinh lý nam ở Việt Nam là khoảng 34% và hiện vẫn có dấu hiệu gia tăng. Các chuyên gia nam học tiết niệu cảnh báo, yếu sinh lý, xuất tinh sớm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và thể lực của nam giới, mà còn làm gia tăng nguy cơ vô sinh, hiếm muộn do tinh trùng có chất lượng kém, rối loạn cương dương. Ngoài ra, khi nam giới không tự tin trong vấn đề chăn gối, sẽ tạo ra những rào cản cho các mối quan hệ tình cảm, đe dọa đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Với những nỗ lực nghiên cứu, các chuyên gia Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đã kết hợp sử dụng các nguyên liệu quý từ tự nhiên và ứng dụng thành công công thức enzyme siêu mạnh tốc nhằm sản xuất ra sản phẩm Gen X Platinum hỗ trợ sinh lý nam đầu tiên cho hiệu quả và khả năng bền bỉ gấp 99 lần so với sản phẩm thông thường. Công thức enzyme siêu hoạt tốc là phát minh mới của các nhà khoa học đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, được đánh giá là một bước đột phá trong ngành công nghệ chế biến và sản xuất dược phẩm. Với cơ chế sản sinh vượt trội, hiệu quả vượt bậc, công ty cổ phần công nghệ COD quốc tế đã hợp tác cùng với các chuyên gia hàng đầu từ Đức, nghiên cứu và ứng dụng thành công công thức enzyme siêu hoạt tốc kết hợp với ngài tầm đực có chứa tinh chất methyl testosterone, hợp chất quan trọng trong hormone sinh dục nam, nhằm tạo ra sản phẩm Gen X Platinum. Bằng công thức này, các tinh chất quý có trong thảo dược thiên nhiên được chiết xuất ở nhiệt độ lý tưởng nhằm hoạt tốc hóa hiệu quả trong thời gian ngắn nhất, liên tục thúc đẩy chu trình sinh tổng hợp testosterone tự thân, đồng thời loại bỏ những tạp chất gây hại và không có lợi cho cơ thể. Ngày nay, cuộc sống bận rộn, căng thẳng, stress và nhiều áp lực cùng với môi trường ô nhiễm, nó là những cái yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến cái cuộc sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là sức khỏe sinh lý. Đối với nam giới thì cái vấn đề sinh lý nó lại càng quan trọng, bởi vì là nó không chỉ ảnh hưởng tới cái việc mà duy trì nòi giống mà còn góp phần vào cái sự tự tin cũng như là bản lĩnh của một người đàn ông. Đây là cái yếu tố cốt lõi trong hạnh phúc gia đình. Do vậy mà khi có những cái tình trạng bất thường về cái vấn đề sinh lý nam giới hay là những cái bất kỳ những cái vấn đề nào về sức khỏe thì chúng ta nên đi thăm khám sớm để mà kịp thời điều trị. Trong y học cổ truyền Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái thảo dược quý và có công dụng rất là tốt để mà hỗ trợ các cái vấn đề sinh lý cho nam giới, như là ngài tầm đực nè, nấm ngọc cẩu, bạch tập lê, châm dương hoắc vân vân, hay là những cái nguyên liệu mà từ tự nhiên như là nhung hưu nè, rồi đông trùng hạ thảo vân vân. Thì trên thị trường chúng ta có cái sản phẩm là Gen X Platinum, nó cũng có các cái thành phần đã kể như trên. Và chúng ta biết là những cái thảo dược này từ xưa đến nay đã được sử dụng có hiệu quả rất là tốt. Các nghiên cứu cho thấy là trong ngài tầm đực có chứa một cái hoạt chất tên là methyl testosterone. Đây là một cái nội tiết tố nam có hoạt tính sinh học cao và có tác dụng làm mà tăng cái trọng lượng của túi tinh, cũng như là hỗ trợ cải thiện các cái chức năng về sinh lý nam giới, như là cái tình trạng xuất tinh sớm hay là chứng liệt dương, từ đó còn giúp tăng cường cái sự ham muốn cũng như là nâng cao chất lượng về số lượng của tinh trùng nữa, tăng cái sức khỏe về sinh lý cho người nam giới. Bên cạnh đó thì những cái nghiên cứu trong y học cổ truyền về nấm ngọc cẩu cũng có một cái giá trị rất là cao, ví dụ như các tác dụng của cái nấm ngọc cẩu này vào tạng thận, tạng tỳ của đông y, vừa bồi bổ sức khỏe, tăng cái sức đề kháng mà giúp bổ thận, bổ tinh, tăng cường về cái chức năng sinh lý của người nam giới. Như vậy theo y học hiện đại thì các cái dưỡng chất có tên là NO trong cái thành phần của nấm ngọc cẩu nó cũng giúp tăng cường cái lưu thông máu tới cậu bé, cũng như là qua cái cơ chế là giãn cái tĩnh mạch của cậu bé, và từ đó thì giúp cho hỗ trợ cho cái người nam giới kéo dài hơn cái thời gian trong cái quá trình quan hệ, và từ đó thì có thể cải thiện được cái chức năng sinh lý của người nam giới. Để điều trị yếu sinh lý đạt hiệu quả tối đa, nam giới cần duy trì lối sống lành mạnh như thường xuyên tập thể dục và rèn luyện thể chất, tránh sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh thức khuya và duy trì chế độ ăn uống khoa học, tích cực bổ sung các dưỡng chất có lợi cho hệ sinh dục.
Các dưỡng chất này có nhiều nhất trong các món hải sản như hàu, ngao, tôm, cua, hoặc một số thực phẩm như trứng cút, súp lơ, dưa hấu, chuối, quả sung. Đồng thời, sử dụng thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên như viên uống Gen S, Platinum cũng là giải pháp hàng đầu cho các quý ông hiện nay, đặc biệt là trong nhịp sống hiện đại bận rộn. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực nam giới, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa nguy cơ suy giảm sức khỏe sinh lý ở nam giới. Với công thức đặc biệt được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức, Gen X Platinum hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm đi đầu đạt chất lượng từ thành phần cho đến công nghệ chế biến và sản xuất, giúp hỗ trợ cải thiện một cách hiệu quả vấn đề yếu sinh lý ở nam giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ có thêm kiến thức để chăm sóc và cải thiện các vấn đề về sinh lý nam giới, từ đó góp phần vun đắp và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.